Chào các bác, nay ngày nghỉ, ngày cuối cùng của năm 2017 theo lịch dương các bác. Nên nghỉ mà thời tiết đẹp quá, chào bùi mấy ngày trước. Không đi đâu quay phim làm gì cả các bác, chỉ là mưa gió quá, bẩn ướt át mà. Thì hôm nay về lôi một số em nhỏ nhỏ ra để phơi, quay cho các bác xem, cũng chả đi đâu quay được. Thì có cây nhà lá vườn chia sẻ của các bác nhé, nó hơi lem nhem đấy. Đây đi, bắt đầu từ cái cây to to này đi, ổi các bác. Không biết em có quay cây này trong cái video nào trước chưa, nhưng mà cây này thì lúc đầu nó có suôn mà nó không có gì, thì em hôm qua về vội vàng cắt và làm lại, hy vọng là một thời gian nữa là ok đấy. Đấy, ổi nhá, ổi ổi à, ổi đông dư các bác, đông dư mà giống ở Hưng Yên ấy. Thì đây bỏ này nè, rồi ùm nó ra quê nuôi hay nuôi gà các bác, ùm cho nó gà đỡ bới với nó ẩm gốc, vì là thật là tôi cũng chơi có cũng có tí kiến thức, nhưng mà rồi là chơi chuyên nghiệp thì chưa chưa có điều kiện đâu. Là vườn tược cây cối rồi gà khỏe nuôi đủ gà nên là chưa chuyên được. Sắp tới hy vọng là có điều kiện thì mình sẽ chơi chuyên nghiệp. Đấy, cây này cái bệ nó cũng được các bạn, ổi nhé các bác, ổi đông dư bệ này, bệ này mấy cái bẩn bẩn này là cái vỏ bưởi các cháu nó bổ vứt vào đấy các bác. Đấy, thêm cái ổi tổng quan các bác nhá. Ừ, hôm qua làm rất là khuya một số chỗ, tại vì về muộn quá làm một số chỗ hơi vội, mẹ nó bị dập bị gãy rồi. Đấy, tối quá, với lại mình chủ yếu là mình vội quá. Đấy, cái tay này khá là hay. Đầu tiên là nó suôn thẳng này các bác nhá, suôn thẳng và cứng, để mãi mới ra đấy. Đấy, đấy. Rất là lắc lượn đúng không? Đấy, phải rất lâu rồi, mấy tháng trời mà hôm nay nó mới tỏi tí mầm nữa, vì tháng nắng ấm mà có mưa. Chứ không thì cây này cũng sợ tèo mất. À, cây này mình làm một cái cây rơi giật xuống ở đây. Trên này là một tầng này, đây tầng nữa, rồi nuôi cái này cho nó to lên. Rồi là đến này. Đây này, cây này thì nguyên bản của nó thẳng và cái tay tán của nó không được như ý cho lắm, nên là phải lắc lượn rất là phải bẻ dập rất là nhiều cho nên nó mới dài như này. Đây, đây một cây này, một tầng này, đây những cái tầng tiếp theo, và phòng khi mà chết cái chỗ này thì còn có những cái này để phụ. Tôi định ý định tôi định làm một cái tay rơi như thế này, nhưng mà nó còn hơi nhỏ. Đấy, đấy, tiếc nhất là cái tay này đấy, cái tay mà để ngọn xuống này, thì lên là ok này, sau có thể giật lắc lượn thoải mái, nhưng mà cái đoạn này đưa lên đây đang hơi bị cứng, cố gắng nuôi cái mầm này cho nó lên, nhưng mà cái mùa này nó lâu lên quá các ngọn này. Ngọn thì làm lại sau, vì là chưa thì làm ngay được. Đấy, thì cái ổi này là như thế, ổi khá ổn các bạn. Để lâu dài, cây này thì tuổi của nó là có quả rồi, để chơi lâu dài thì cây này sẽ rất là mịn. Tôi rất thích cái cây này. Cái lúc mà chia sẻ với bác, tôi mua cái cây này ấy, mua thôi chứ không có đâu. Tôi mua ở trên chợ ấy, thì ông ấy bán rong, có hai cây, một cây long. Cây long rất to các bác, dáng long ngon lành luôn, chỉ về làm tay tán lại với lại thêm tán thôi,
Thế nhưng mà cây đấy thì mình vừa dừng xe là có ông mua luôn rồi, không kịp. Thế còn lại cây này mình không thích đâu, nhưng mà thấy nó cũng có tí bề thế nên là thôi mua về. Thì hôm nay cũng thấy nó ưng rồi, chả biết cây long với ông kia ông làm như nào, mình chả biết nó về phương nào các bác. Đấy, đây là có bệ thì mới mua các bác. Phía sau luôn, phía sau đó, rồi xuống tí nữa. Đấy. Rồi, đây là tiếp cái ổi nha. Cái ổi tiếp theo các bác. Cái ổi tiếp theo. Có nhiều ổi lắm, để ngoài vườn kia thôi. Đất đa cát bẩn chưa cho vào được. Nước tạm mấy cây ở sân thì vào thôi. Quay tạm để phục vụ là mấy ngày nghỉ các bạn. Đấy, chiều thì đi lang thang có chỗ nào có cây đẹp để quay. Cây đẹp để mua để quay. Trời. Đây này các bạn có thấy thích không? Đây này. Rất hay nhá. Đấy. Lúc tôi nhớ tôi mua cái cây này này. Tôi mua ông này bán rất đắt. Không biết là đắt hơn nhưng mà đắt hơn giá thị trường tôi vẫn mua rồi. Tôi đi vòng lại ông này cũng không bán. Rồi quyết định mua theo cái giá của ông để mình thích cái cây này rồi. Đấy. Cây này thì các bác bởi vì là dưới này tôi phủ lên rồi cho nó bệ nó dày hơn tí nữa, nhưng mà dưới bệ rất là to lắm, một bới này này, cực kỳ hay. Thế tôi mua bằng mọi giá. Đấy, tay tán mới bỏ lá đi cho nó, vì vừa rồi nó bị tôi không có trang chăm sóc, nó bị muội hết, cắt bỏ hết những lá già cho nó đón lộc lòn sắp Tết rồi. Rồi rồi, cây này cũng rất tương lai, quả thì chắc chắn là có rồi. Bệ rồi, đấy. Ôm, tôi nhớ là tôi gửi ảnh này cho một bác ấy cũng hay xem kênh của tôi ấy. Thì bác cứ thích cái cây này và bác cũng sẽ đồng ý mua với cái giá hợp lý, nhưng mà tôi chưa muốn bán. Thì ra để chơi bác lên nó đẹp mịn lên rồi sau nó sẽ khác, mình bán thì bán cái phôi đấy. Cây ở đây từ từ đã, cây ổi này, cây này ngày xưa tôi mê lắm vì nó đẹp, nhưng mà cứ để quê không về mấy thì gà nó cứ nhảy ở đây này. Xong nó bị khô rồi này. Đấy, may quá nó chưa chết cái đây này, lộc nó đang phun này. Ở trước lá tay tán đầy đủ lắm nhưng mà bị gãy hết. Bệ này nó thích không? Đấy, đấy. Cây này nhiều bác thích lắm. Cây này tôi từng quay rồi nhưng mà này, bây giờ là này, chắc các bác không nhận ra nó hỏng hết tay tán này. Thì không ai làm với lại gà, nhà gà nó cứ nhảy lên, cứ lên mầm nào gà nó nhảy mầm đấy. Giờ đang để cao lên tí đấy, thấy chưa bác, quá mỹ mãn cái này luôn đấy. Chứ làm cái gì cái này cả bác, chỉ có cái phôi là ngon à. Các nhìn cái mầm nó phun lên, cách đây khoảng nửa tháng là không lên được cái mầm nào, cứ lên cái nào là nó thui như đấy, nó rét quá. Đấy, có thấy không? Ngoài kia còn mấy cây nữa nhưng mà bẩn lắm. Bác biết cây này cái gì à? Mẫu đơn ta này. Tôi vừa mới cho sang cái chậu. Cái chậu nhựa. Cây này làm cái mini sau làm cái tán bông này. Đây, nó có đoạn này đâu bác. Đấy, bằng con tay đây. Mẫu đơn tôi đào ngay ngoài vườn này. Bây giờ tôi rất nhiều cái giống này. Có thời gian thì sẽ cho lên
rất nhiều phôi tự nhiên, toàn hoàn toàn tự nhiên đó. Đấy, siêu mini, mỗ lần ta nhé bác, mỗ lần đỏ, mỗ lần ta. Đấy, thì cây này nó dáng tàn thiên nhiên đại thụ. Đấy, thì nó xù rất nhỏ hết ha. Cây này mà hôm trước mà cho một cái chậu đẹp đẹp mà ở ngoài chợ Hà Đông là ông ấy quát hơn 1 triệu đó bác, 1 triệu mấy tôi không nhớ đấy. Các bác có xem video thì để ý mấy cái video gần đây thôi. Là ông ấy quát rất kinh các bác. Mỗ lần ta giờ chơi là mốt đấy, cây này tương lai nhất rồi đấy. Nhìn bẩn bẩn này các bác cũng chơi bẩn bẩn này thôi, nhưng mà sau là có tiền hơn những cái kia đấy. Nhưng mà chả buôn bán gì đâu, nhưng mà mình nhìn thấy cái tương lai của nó. Đấy, và quan trọng là ngay ngoài kia. Đấy, ngoài đất để ngại ra ngoài trồng rất nhiều cây ngoài kia. Còn mẫu đơn mọc hoang dại bạt ngàn ngoài kia luôn. Đây này tôi vừa móc vào chứ. Đấy, sẵn mà có đào được hết đâu. Mài chiếu thủy. Đấy, đất còn chả đổ được hết rồi. Mưa nó xói mòn hết rồi. Rối này. Rối đây. Đấy, rối. Một ông em ổi nữa. Ổi tôi nhiều lắm. Chứ không phải mấy cây này đâu. Ngoài nó nhiều. Dưới chỗ cơ quan tôi có để một số cây. Đấy, đang lọc sướng các bạn. Đẹp với cái phôi chất đấy các bạn. Tôi rất ưng với cái phôi này. Cái dưới. Đây, nó dưới vậy. Cái dưới quái, cái nghệ thuật. Đấy. Nên thì nó không được ok lắm nhỉ. Nhìn ở đây thì chi tiết hơn. Đấy. Cái dưới này. Hôm trước có định cắt vào cái dưới này nhưng thôi. Cứ để đã. Nhìn ở trên hướng này. Đang định làm nó tán lắc ở đây tí. Đấy, vừa mới nắng nắng thì bê được mấy em lên như thế. Đây này, cây mẫu đơn nữa. Cũng vừa đào ngoài vườn vào. Nhiều lắm các bạn, cây bằng gốc bằng ngón tay cái hoặc là to hơn là nhiều lắm, thằng mới. Chưa có thời gian đào mà thôi. Đào mấy cây nhỏ nhỏ là cho chậu, mình cũng chưa có chậu nhiều được, chậu đẹp cho vào. Nên lại cũng sắp nhà mình đấy thì chả đi đâu mà được. Đấy. Cây này làm kiểu cho nó thác đổ, tán nó đổ xuống thiên tự nhiên đấy nhá, chưa có động chạm gì cả. Chúng mình lấp cái đất vào đây như cái bệ nó như hoành tráng phết đấy các bác, đấy, cái bệ nó hoành tráng đấy. Đấy, đang ra mầm là có hoa đấy các bác, hoa giống này ra rất là nhiều. Những trang đỏ nhất, trang hoàng, các thứ trang giống Việt Nam tôi không thích chơi đâu. Mẫu đơn này, đây là chất của mẫu đơn này. Tất nhiên lá nó to hơn nhưng mà kỹ thuật làm nó sẽ khó rồi. Xem các bác nào thích cái cây nào của tôi nha. Còn những cây khác thì chia sẻ các bác ở video sau. À đây. Hôm trước trồng cây lộc vừng các bác. Thì mưa, nước nó đầy này, nước thì bơm nước. Đấy. Đang định là có tiền thì đầu tư một cái tiểu cảnh đây. Đến nước sân đình đây, ngon lành đây. Chưa có tiền nữa. Cũng chưa hẳn, chưa có điều kiện, cái vùng của tôi mua hơi khó. Phải chở từ dưới nội thành lên. Có bà tiên đang tắm ở cái tảng đá kia. Có để mấy tảng đá dưới mà ngập nước. Đó. Rồi. Nam Điền học trước trồng này. Hai cái ngọn nó cắt đi. Đang chờ nó lên từng ngày các bạn. Rồi, cảm ơn các bác nha.
Hy vọng là chiều có video đi quay video mới, những cái chỗ mới để cho các bác nhé, chia sẻ cho các bác nhé. Chúc các bác năm mới sức khỏe nha, an khang thịnh vượng nha.